Chúc mừng hai em với một tiết mục anh nghĩ là thành công. Không biết là các vị giám khảo thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Anh nghĩ là chỉ có em mới đủ bản lãnh để mà chặt được cái người MC bên cạnh hôm nay rất là như là đèn led lấp lánh thôi. Đó, anh Đại Nghĩa đó. Trời ơi, dễ à. Bên đây chẳng qua là có cái tour thôi. Người ta tour mà người ta có chất lượng, người ta đẹp. Còn anh... thôi muốn tour đi, hơi cái tủa giờ. Hơi cái tủa giờ. Hơi cái tủa giờ. Ủa anh gì vậy? Thí sinh mà sao anh làm gì xéo sắc thí sinh? Nhiên à, tự nhiên cái giám khảo giống như cố tình chia rẽ chúng ta với thí sinh vậy. Anh phải giữ lập trường của anh chứ, dù đụng tới nhan sắc của anh là anh vậy. Anh cũng đẹp, anh em chúng ta cùng đẹp nha. Ôi trời gì trời, chúng ta sẽ sống trong hòa thuận. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.